của các cơ quan báo chí truyền hình. Trong đêm gala vinh danh các nhà vô địch của giải quần vợt bãi biển CUP VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa năm 2024, ban tổ chức đã xướng tên các nhà vô địch ở các nội dung thi đấu, trao huy chương, phần thưởng cho các vận động viên. Ấn tượng nhất ở giải đấu lần này, đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 3 hạng nhất, 2 hạng nhì, 6 hạng ba, giành vị trí nhất toàn đoàn. Cái cúp trên tay thì mình cảm cái thật sự là cái niềm vui nó mình không thể diễn tả được. Tại vì lúc nào cũng vinh dự khi đây là năm đầu tiên mình đứng đôi nam nữ cùng với bạn Linh Đan. Nhưng mà hai anh em cũng kết hợp với nhau rất là tốt để vượt qua các trận đấu, đứng ở vị trí cao nhất ở trên đôi nam nữ. Trải qua 4 ngày thi đấu, VTV8, Đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức thành công mùa giải năm nay với quy mô giải đấu lớn hơn, thu hút nhiều vận động viên tham gia thi đấu hơn, công tác tổ chức chuyên nghiệp và tính chuyên môn ngày càng được nâng cao, đưa giải trở thành một giải đấu uy tín trong hệ thống giải đấu quốc gia và khu vực. Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc chuyên nghiệp của Đài truyền hình Việt Nam VTV8. Giải còn được phát triển như là một cái lễ hội văn hóa thể thao. Tôi mong muốn rằng Thanh Hóa sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước cùng với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và VTV8 để tổ chức giải quần vợt bãi biển quốc tế trong thời gian không xa. Sự thành công của giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia CUP VTV8 đã gây ấn tượng mạnh đến các câu lạc bộ, liên đoàn quần vợt cả nước, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và cả bạn bè quốc tế. Việt Nam có đường bờ biển dài, cảnh quan đẹp, du lịch phát triển. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển mạnh mẽ bộ môn thể thao bãi biển này trong thời gian tới, góp phần nâng cao thành tích thể thao Việt Nam trong hệ thống các giải đấu khu vực và quốc tế.